Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người bốn mẫu nồi của nhà Tiger mọi người. Đấy, thì gồm có 3 phân khúc mọi người nhé. Thì đây là Tiger GPB, cách G là 11 lớp là phân khúc đời trước này. Còn phân khúc GPI cách H là phân khúc đời mới mọi người. Còn một chiếc cao cấp hơn, đó là chiếc GPX. Chiếc này là làm gốm mọi người nhé, nó sẽ cao cấp hơn. Thì ở video này thì em sẽ quay video chi tiết và sẽ báo giá cho mọi người luôn nhé. Mọi người quan tâm đến mẫu nào thì có thể chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo cho em. Đấy, thì em tới mẫu đầu tiên mọi người nhé. Đấy, mẫu này là Tiger GPB cách G. Bản này là bản lòng 11 lớp mọi người nhé. Bản rất là cao cấp của nhà Tiger đây. Những bản này thì trước đây á, thì là từ năm 2014 đến năm 2016 thì họ sản xuất ra để cạnh tranh với những mẫu nồi của Tô Chuống mọi người. Nhưng mà đến đời mới này họ bán nên họ cạnh tranh không lại nên là họ bỏ cái mẫu này và họ đã thay thế bằng mẫu GPC. Mẫu GPC thì bây giờ em không có sẵn mọi người nhé. Rồi, chiếc này là sản xuất năm 2016 mọi người nhé. Bản màu cam, nó sẽ là điện 100V mọi người nhé. Công suất là 1200W, cao tần, áp suất 2B. Mình sẽ sử dụng cho gia đình từ 3 đến 5 người. Thành vách xung quanh thì rất là đẹp mọi người này. Bản màu cam, bản này cũng rất là hiếm mọi người. Rất là hiếm những bản này đây. Lâu lâu mới có mọi người nhé, không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy, chiếc này đối với bản này thì sẽ có chế độ cầm cháy riêng mọi người nhé. Màn hình sẽ là màn hình LED. Đối với những bản này mình sử dụng rất là lành tính mọi người nhé. Đấy, sử dụng rất là lành tính màn hình LED mọi người. Như những bản này thì còn mình nấu cơm thì còn 10 phút nó sẽ đếm ngược. Và các chức năng cũng sử dụng rất là đơn giản. Đây là phím cầm cháy mọi người này. Đây là phím menu chọn các chế độ nấu này. Đặc biệt những bạn này thì có chế độ nấu gạo lứt Ga3 mọi người nhé. Gạo lứt Ga3 nó rất là ngon luôn mọi người. Đấy. Và chế độ hâm cơm này. Và chỉnh giờ và chỉnh phút nó sẽ nằm ở đây mọi người nhé. Điều chỉnh qua giờ Việt Nam mọi người nhé. Đấy, rất là dễ luôn. Không gì phải cầu kỳ cả. Chứ bản Tiger là bạn rất là dễ sử dụng đối với bản này. Đấy, màn hình LED mọi người nhé. Phải hơi sáng nhỉ. Đấy. À, đối với bạn này thì lòng đẹp ron đẹp không phải nghĩ gì mọi người nhé. Lòng đẹp ron đẹp đây. Đây là phần ron của nó mọi người. Không khác gì một chiếc hàng đập hộp luôn. Mặc dù hàng đã qua sử dụng nhưng mà vẫn giữ được cái độ mới nhất định của nó mọi người. Không phải là cũ. Không phải là cũ quá. Hàng xả lướt mọi người. Ở người Nhật thì người ta có nhiều gia đình thì sẽ sử dụng như gia đình ở Việt Nam mọi người. Nhưng mà có gia đình thì họ một ngày họ chỉ nấu cơm một lần và nhiều lúc họ không dùng nữa, họ cất trong tủ. Bây giờ chuyển nhà sẽ thanh lý nên là có những chiếc nồi rất là đẹp nhé, không khác gì hàng mới luôn. Ở đây mọi người xem lòng son này, em quay sát luôn cho mọi người xem nhé, không có một chấm phẩy nào cả, rất là đẹp. Lòng 11 lớp, bản lòng dày nhất của nhà Tiger, lòng hợp kim. Thấy đít nồi đẹp mọi người nhé, đít nồi không trầy xước gì. Mâm từ không phải nghĩ rồi mà mọi người. Mâm từ của dòng Tiger là rất là chịu, không có nứt vỡ gì cả đâu. Đối với bạn này thì em nghĩ là bạn này là bản bền nhất của nhà Tiger mọi người. Nó bền hơn cả GPC và GPI. Nó bền hơn cả những bản này mọi người nhé. Đấy, thì ở đây thì em đang có hai chiếc. Chiếc màu cam này thì em sẽ bán cho mọi người là giá 3.200.000 miễn phí vận chuyển và sẽ bảo hành 6 tháng. Rồi, mình cũng tới chiếc màu đen mọi người nhé. Mặt nó sẽ là mặt mà cro này, rất là đẹp này. Đấy, xung quanh thành vách thì cũng rất là đẹp thôi. Hàng em đã tuyển chọn trực tiếp ở bên kia nên là mọi người yên tâm sử dụng. Đấy, thành vách rất đẹp mọi người nhé. Đây, chiếc này cũng không khác gì chiếc màu cam mọi người. Còn rất là đẹp, phần ron này. Phần hộp bi mọi người nhé, cao tần áp suất 2B, lòng 11 lớp. Phần lòng này thì không biết chê vào điểm nào nữa mọi người nhé. Lòng sần mềm phủ gốm 11 lớp. Ở đây thì nó có một vài vết xước nhỏ ở trên đáy luôn mọi người. Một vài vết xước nhỏ thôi mọi người, không phải là bong mà là vết xước. Đấy, cái này không ảnh hưởng gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người nhé. Chiếc này sẽ là sản xuất vào năm
sản xuất vào năm 2016 luôn mọi người nhé. À, đây là bản cuối của dòng Tiger GPB Tiger mọi người. Đây là đời cuối rồi. Đời 2017 họ sẽ không sản xuất mẫu này nữa. Đấy. Thì hai mẫu này thì em đang để cho mọi người 3,2 triệu miễn phí vận chuyển và bảo hành cho 16 tháng. Đấy. Rồi tiếp theo mọi người nhé. Tiếp theo tới mẫu GPI khách hát này. Bản này thì vẫn đầy đủ các chế độ nấu, vẫn cao tần áp suất 2B. Nhưng mà bản đời mới này thì là lòng 9 lớp thôi mọi người. Từ năm 2017 trở đi là họ sẽ chuyển sang lòng 9 lớp, lòng dài nhất mọi người. Những chiếc này sẽ không sản xuất nữa mọi người nhé. Những chiếc lòng 11 lớp họ sẽ nghỉ sản xuất và họ sẽ chuyển qua mã lòng là 5 lớp, 9, 5 là 9 lớp mọi người nhé. Đấy. Đời mới thì họ không ghi nên là mình cũng không thể biết được. Đấy. Đời mới thì họ không ghi mọi người nhé. Mọi người xem này. Họ không ghi số lớp ở trên nồi. Đấy. Thì lòng con này cũng rất là đẹp này. Có một vết xước nhỏ thành cạnh mọi người. Đấy, có một vết xước nhỏ ở đây. Đấy. Đây là phần ron. Cao tần áp suất 2B. Đây là chiếc này sản xuất năm 2021 mọi người nhé. 2021 mọi người, đấy. 2021 này. Media in Japan luôn mọi người nhé. Dòng Tiger thì họ sẽ ghi nơi sản xuất vào trong list rồi luôn. Vào đó trong tem luôn. Còn những dòng như Panda thì họ sẽ không ghi mọi người nhé. Nên mọi người cần lưu ý. Mọi người mua dòng Panda thì thực chất là họ sản xuất ở Nhật. Nhưng mà họ không ghi made in đâu cả. Vì hàng đấy là một định họ sử dụng trong nước. Họ không xuất khẩu nên là họ không ghi. Cái chiếc này sẽ ghi điện thử cho mọi người xem này. Bạn này thì GPI này thì sẽ không đèn LED và nó thay bằng một dạng màn hình lớn mọi người nhé. Các phím di chuyển ở đây này. Đấy. Đây là phím hâm cơm mọi người. Đấy. Đây là các phím chỉnh giờ, chỉnh phút mọi người nhé. À, chiếc này nhược điểm nó có một cái nhược điểm mọi người. Là đít nồi nó bị trầy mọi người nhé. Bị bong, bị trầy. Như những bạn này nếu mà đít nồi như thế này mà nó sẽ không trầy thì em sẽ bán với mọi người với giá là 3,4 triệu mọi người nhé. Vì đây là Tiger áp suất 2B GP đời 2021, thị trường họ đang bán giá này mọi người. Nhưng mà bây giờ đít nó hơi trầy thì em sẽ giảm sâu cho mọi người luôn. Chiếc này thì em bán cho mọi người là 2,800,000 miễn phí vận chuyển và bảo hành cho mọi người 6 tháng. Đấy. Thì mọi người không quan tâm đến hình thức thì mọi người tham khảo cái chiếc này. Bên ngoài hình thức bên ngoài rất là đẹp nhé, nhưng mà chỉ lỗi là cái lòng nó bị hơi trầy thôi. Rồi, tiếp theo mọi người. Tiếp theo là một mẫu GPX này, vua cơm cháy. Đây gọi là mẫu vua cơm cháy thực thụ đó mọi người. Không cơm cháy không ai qua những mẫu này hết mọi người. GPX. Chiếc này là lòng 400% mọi người nhé. Sản xuất năm 2016 này. Đấy. Đây là thanh thông số của nồi mọi người. Mọi người có thể xem nhé. GPX cách 102X nhé mọi người. Chiếc này sẽ là màn hình cảm ứng có cảm biến và cao tần áp suất 2B. Những mẫu này thì nó cơm cháy rất là ngon luôn mọi người nhé. Đấy, phần ron, phần lòng nồi mọi người. Mọi người xem phần lòng nồi rất là đẹp luôn. Hiếm có chiếc lòng gốm nào mà sản xuất năm 2016 dùng từ 2016 tới giờ mà vẫn giữ được độ đẹp thế này. Chỉ có những chiếc mà người ta không dùng thôi, người ta ít nấu cơm cháy, ít dùng thì mới giữ được cái độ đẹp của nồi như thế này thôi mọi người nhé. Đít nồi này đẹp này, không có bị cháy này, không bị trầy xước gì. Đây, mâm từ của nồi này cũng bằng sứ luôn mọi người nhé. Mâm từ sẽ bằng sứ. Phần ron của bản này là một bản ron rất là dày mọi người nhé, rất là dày nên mình yên tâm không sợ xì hơi đối với những bản Tiger gốm này. Ron nó rất là dày luôn. Đấy, đây là phần hộc này. Chắc là nó test áp suất rồi. Bây giờ mọi người nói thì em chỉ cần test cơm nữa thôi. Test cơm cháy thôi mọi người nhé. Đấy, viền chrome rất đẹp này. Em ghim điện thử cho mọi người xem luôn. Chiếc này sẽ là màn hình LED cảm ứng. Đấy, có cảm biến này. Tất cả các phím ở trên này thì mình có thể chọn bằng cảm ứng được mọi người nhé. Một vòng ở đây. Đấy. Và hai phím trong này thì mình không bấm được mọi người nhé. Mọi người bấm ở đây hoặc bấm ở ngoài này.
Đấy. Đối với bản cảm ứng này thì bản đời đầu mà, nên họ chỉ trang bị năm 2016 thì họ chỉ trang bị màn hình cảm ứng xung quanh thôi mọi người nhé. Đấy. Có đối với bản này thì có 3 cấp độ cơm cháy và 3 cấp độ cơm từ khô ráo đến dở dai này. Đấy, có chế độ nấu gạo lứt này, nấu nhanh này, nấu cháo này, vân vân mọi người nhé. Đấy. Chiếc này thì em đã để cho mọi người là 4.500.000 mọi người nhé. Quan tâm hãy liên hệ em. Những mẫu nồi cơm ở đây thì những nồi cao cấp của Tiger mọi người đều là hàng đấu giá cả. Mọi người tham khảo qua những mẫu nồi này thì giá thực sự ra là giá nó sẽ chênh hơn thị trường hàng bãi khoảng 300-400.000 mọi người. Nhưng mà mọi người muốn được độ đẹp nhất định và độ ổn định của nồi cơm đấu giá thì mọi người sẽ alo em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào tất cả mọi người.